Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ review các chế độ LED của bàn phím cơ Fullland mã SM681R. Các chế độ LED được điều chỉnh thay đổi bằng cách kết hợp phím FN và phím từ 1 đến 8. Bắt đầu từ phím FN+1, bàn phím chuyển LED một màu trên toàn bộ các phím. Mỗi lần bấm thay đổi một màu, LED xuyên phím có thể nhìn rất rõ trong đêm. Phím FN+2, bàn phím chuyển về một chế độ đèn màu đỏ duy nhất. Phím FN+3 được sử dụng kết hợp với phím FN cộng phím N. Khi gõ phím nào, phím đó sẽ chuyển màu. Phím FN+4, chế độ LED một màu và phím tự động chuyển màu sau một khoảng thời gian. Phím FN+5, khi bạn ấn phím nào đó, sẽ tự động lên sáng. Phím FN+6, phím sẽ nháy sáng liên tục một phím bất kỳ trên bàn phím. Phím FN+7, bàn phím quay sáng chạy nhẹ từ trái sang phải. Phím FN+8, khi gõ phím, ánh sáng LED sẽ tỏa ra từ phím đó, lan sang khắp bàn phím. Bàn phím Fullland SM681R màu trắng thì tất cả các chế độ LED cũng tương tự như ở bàn phím màu đen. Mình sẽ làm qua cho các bạn tiện theo dõi luôn. Như các bạn đã thấy thì phím được nhìn rất rõ nét, nút bấm cao, thoải mái, phím chống nước, độ bền của switch đến 50 triệu lần bấm. Sản phẩm được phân phối chính hãng, bảo hành 24 tháng. Giá bán này các bạn có thể tham khảo tại website 18computer.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.